Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Radio Đồng Ca Nhỏ. Và ngày hôm nay mình chia sẻ cái chuyện của tối hôm qua. Tối hôm qua thì tự nhiên là Facebook bỗng không ai đăng nhập vô được hết. Rồi nó chỉ có hiển thị cái màn hình trắng xóa. Sáng nay thì cập nhật vô được thì mới biết được là tối hôm qua Facebook đã gần như là mất khả năng truy cập 6 tiếng đồng hồ. Trên toàn cầu, một số người bạn ở trên Facebook mình cho thấy những cái thông tin là giống như là ai đó đã thò tay vô trong cái vấn đề kỹ thuật và xóa đi những cái routine, là những cái lịch trình của cái trên Facebook, và những cái app xung quanh của thằng Facebook cũng cũng gần như là không có thể vô được. Thì một số người ta cho rằng đó là Facebook đã chính thức bị die trong 6 tiếng đồng hồ. Thì mình ngồi mình nghĩ là tại sao một cái trang mạng xã hội lớn của toàn cầu mà tự nhiên lại dễ bị xâm nhập hay là dễ bị die như vậy, thì mình vẫn chưa thấy một cái câu trả lời thỏa đáng nào hết. Sáng nay sau khi mà mình tìm đọc những cái thông tin về cái chuyện sự cố tối hôm qua của Facebook, để nhìn nhận tất cả những chuyện như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là trên thế giới này bây giờ chuyện gì nó cũng thể hoàn toàn xảy ra. Hồi đầu thì tiếng cố gắng tiếng vô, rồi bắt đầu mình truy cập hoài, mình truy cập không được, mình nghĩ là không biết là mình có bị ai xâm nhập vô hay không, rồi cũng rất là lo lắng, nhưng mình vẫn không biết thể nào để mà có thể thông báo về điều đó. Cho đến khi mà sáng nay mình ngủ dậy thì mình mới biết được cái tin như vậy. Thì sẽ có rất nhiều trạng thái của những người không truy cập được nếu mà có thói quen đi vào Facebook vào buổi tối khuya như vậy. Thì tất cả những việc này nó làm cho chúng ta suy nghĩ và thấy cái điều gì trong cái tương lai. Ở đây là cái điều của cá nhân Tiến. Đôi khi chúng ta quá quen thuộc với lại Facebook là một trong những cái trang để giới thiệu về những cái hoạt động cũng như là những cái đời sống của mình. Về mỗi khía cạnh khác nhau của mỗi người, thì một ngày kia tự nhiên cái trang Facebook nó cũng sẽ mất đi như vậy. Và 6 tiếng là một khoảng thời gian rất dài để cho người ta có thể ngỡ ngàng là ồ, cuối cùng rồi không có Facebook chúng ta sẽ làm gì, sẽ loay hoay trong cái thời điểm đó. Thì chắc chắn những người mà chơi Facebook lâu năm thì điều này sẽ rất là khó chịu, cũng như là có nhiều người xem đó như là một trong những cái cách để mà kết nối bạn bè, người thân trong gia đình. Để chia sẻ với tất cả những cái điều này thì thực chất mà nói cái việc này nó cũng không có gì gọi là quá ghê gớm. Nhưng mà mình nhìn ở cái khía cạnh tương lai. Bởi vì sao? Là bởi vì Tiến chia sẻ như vậy là bởi vì cái quyền của các nhà nước mà có sự xuất hiện của Facebook mỗi ngày nó có nhiều hơn trong cái chuyện kiểm duyệt. Thì ở cái khía cạnh của cái việc về cái tính dễ chịu và cái sự thuận tiện của Facebook mỗi ngày á, nó cũng đã đang bị cạnh tranh khá nhiều so với các trang mạng xã hội khác. Tuy nhiên vì cái mật độ mà người ta xài Facebook nó nhiều, cho nên thành ra là đôi khi tất cả những cái việc đó nó không cũng không làm các nhà sáng lập và người ta lo ngại. Nhưng cái hậu quả của cái việc mà Facebook bị die 6 tiếng như vậy, nó cho thấy là về cái mặt yếu kém, về cái vấn đề kỹ thuật của Facebook, một cái trang mạng xã hội lớn, tuy nhiên vẫn có những cái lỗ hổng để cho chắc chắn là những cái hacker có thể xâm nhập vô. Và có thể là cái này là cái cá nhân của Tiến, đó là một trong những cái hậu quả của cái việc mà cái quyền của các nhà nước chấp nhận cho Facebook tồn tại ở trên cái nước của họ. Cũng là một trong những cái trở ngại. Dĩ nhiên trên thế giới này không có cái gì là sẽ trường tồn mãi mãi. Dù bạn có là ai hay là một cái đế chế nào cũng sẽ suy vong theo thời gian. Thì cái việc mà Facebook bị đai 6 tiếng như vậy á, nó cũng chỉ là một trong những cái sự nhắc nhẹ thôi. Nó cũng không có là cái gì để mà mình phải nặng lòng. Nhưng cái sự nhắc nhẹ này nó cho thấy chúng ta là nếu như không có Facebook vào một cái ngày nào đó, và cái chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra, thì hành trình sống với nhau giữa người với người và những sự liên lạc cũng như là những cái sự ân cần ngồi nói chuyện với nhau,
nó vẫn hoàn toàn là cái cách mà từ trước đến giờ loài người sinh tồn vẫn hoàn toàn có thể, mà đôi khi chúng ta đã lạm dụng quá nhiều cái chuyện truyền thông bằng những cái trang mạng xã hội và Facebook là đại diện, thì nó làm cho chúng ta cũng có những cái gì đó nó xa rời. Cái chuyện này nó làm cho chúng ta nhìn lại và ngẫm lại, và chúng ta hoàn toàn có những cái trang mạng xã hội khác để hoàn toàn có thể thích ứng được cái việc khi Facebook nó đai, nhưng không có những trang mạng xã hội khác nữa thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể kết nối được với nhau. Nhưng trên hết tất cả những cái chuyện kết nối đó là cái sự chân thành và cái lòng nhân ái, cũng như là cái giữa sự đồng cảm đồng loại và trước những cái nỗi đau, những cái bất công bất bình của đồng loại, mà chúng ta không cần thiết phải có những cái trang Facebook chúng ta mới đồng cảm, mà là cái lòng trắc ẩn. Đó là một trong những cái lập trình của Thượng Đế mà không có một cái lập trình viên nào có thể viết ra được cái lòng trắc ẩn, mà đó chính là lòng con người chúng ta. Hy vọng rằng cuộc sống sẽ có những cái điều gì đó mới mẻ hơn và tươi vui, tươi sáng hơn trước cái nghịch cảnh của những cái năm tháng đại dịch này. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Rào kẽm gai lại ai giữa đường? Này em có thấy thương cho nhau không em? Đời nghèo túng yếu hèn bao trùm phận dân đen, lại kẻ cầm quyền để mong bình yên trở về. Người lạy nhau giữa đường mong sớm về quê hương, nhang khói đã phơi bày ngất cao nỗi đọa đày, giữa phố thị người quỳ chắp tay. Người lạy nhau giữa đường mong sớm về quê hương, mang ngỡ như vào trận một cuộc chiến đau thương, thế kỷ đời Việt buồn bưng mặt thảm thương. Này em có thấy trên lối về hôm nay, nhang khói đã thắp vội khi những chiếc dùi cui giáng xuống những đường lui số phận con người. Rào kẽm gai lại ai giữa đường? Này em có thấy thương cho nhau không em? Đời nghèo túng yếu hèn
bao trùm phận dân đen, lại kẻ cầm quyền để mong bình yên trở về. Người lạy nhau giữa đường, mong sớm về quê hương. Nhang khói đã phơi bày, ngất cao nỗi đọa đày. Giữa phố thị người quỳ chắp tay. Người lạy nhau giữa đường, mong sớm về quê hương. Mang ngỡ như vào trận, một cuộc chiến đau thương. Thế kỷ đời Việt buồn, bưng mặt thảm thương. Này em có thấy trên lối về hôm nay, nhang khói đã thắp vội khi những chiếc dùi cui giáng xuống những đường lui số phận con người. Khi những chiếc dùi cui giáng xuống những đường lui số phận con người. Khi những chiếc dùi cui giáng xuống những đường lui số phận con người. Khi những chiếc dùi cui